chương 1001, cứ báo tên của ta, người của Nguyên môn, sắc mặt Lâm Động dần tối lại, chỉ cần là bất cứ việc gì liên quan đến cái tên đó là, tâm cảnh của hắn lại nổi sát ý, Ma La chậm chậm gật đầu, hắn cũng biết qua về ân oán giữa Lâm Động và Nguyên môn nên cũng không thấy lạ. Nguyên môn có vấn đề, ở Thiên Lôi Hải vực, ba tên đó trong cơ thể có ẩn giấu cái gọi là ma chủng. Lâm Động do dự một chút rồi nói, ma trùng sao? Xem ra cảm ứng của ta quả không sai bạn đang đọc chuyện được copy tại ma la nheo mắt cũng không thấy bất ngờ lần đó trước mặt hắn ba kẻ kia khá biết điều giấu đi sức mạnh trong cơ thể còn hắn cũng để hết tâm tư ở lôi đình tổ phù nên cũng không để ý nhiều nhưng sau đó nghĩ lại đúng là có chút không tông phái này đúng là có chút quỷ dị ma la trầm giọng những tin tình báo hắn có được hơn hẳn lâm động dù nguyên môn ở tận đông huyền vực nhưng ma la cũng biết nhưng đáng tiếc nguyên môn không phải ở loạn ma hải viêm thần điện ta cũng khó lòng can thiệp đến đông huyền vực một số siêu cấp tông phái ở đó cũng không phải loại vừa lâm động gật đầu tuy đông huyền vực không rộng như loạn ma hải nhưng bát đại siêu cấp tông phái cũng là thế lực lớn cũng khá bài xích nhưng thế lực ngoại lai ai muốn nhúng tay can thiệp cũng không phải dễ nhưng nếu nguyên môn thật sự có liên quan đến dị ma có lẽ sau này không thể không tiếp xúc với chúng ma la có hận ý sâu sắc với dị ma nếu nguyên môn câu kết với chúng thì hắn phải nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc thế chuyện hoa thần là sao lâm động hỏi ta cũng không có nhiều thông tin về người này, nhưng nếu Nguyên Môn thật sự phái hắn đến tranh giành Lôi Đình Tổ Phù thì chắc chắn có bản lĩnh không vừa. Các ngươi phải cẩn thận." Mala nhìn Lâm Động và Đường Tâm Liên, nghiêm nghị nói. "Ừm." Hai người Lâm Động cùng gật đầu, hắn thấy khá đau đầu, dù là vô diện nhân tử tu hay hoa thần của Nguyên Môn, đều chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, xuất hiện một người đã là rắc rối lớn, giờ lại cả hai cùng có mặt. Hơn nữa ngoài hai người này ra, năm người còn lại trong tân tú bảng cũng chẳng phải loại dễ đối phó trận tranh bá chiến lần này thật sự thú vị đây năm ngày nữa tranh bá chiến sẽ bắt đầu thời gian này ngươi cứ ở lại hỏa viêm thành có việc gì cứ tìm tâm liên đội chấp pháp của thành do nó trưởng quản ngươi ít gây chuyện thôi nếu rơi vào tay nó sẽ không dễ chịu đâu ma la cười lầm động khựng người rồi bối rối nhìn tâm liên ở bên cạnh không ngờ nữ từ này lại bưu hãn như vậy trong tay trưởng quản cả đội chấp pháp nhưng ma la nói hơi muộn vừa rồi hắn đã bị cô nhằm vào rồi đường tâm liên liếc nhìn lâm động lạnh nhạt nói ta sẽ không vì việc riêng mà vi phạm quy định ở khu vực viêm thần điện quản lý bất luận là ai cũng phải làm theo luật lâm động nhìn cô nương đột nhiên thiết diện vô tư nói cho chỉ biết gật đầu bất đường tâm liên thấy dáng vẻ của lâm động thì đột nhiên cười tay khẽ vỗ vai lâm động cười nói nhưng nếu ngươi theo ta đảm bảo ở hỏa viêm thành không ai dám động vào ngươi nói rồi đường tâm liên hất tóc quay người rời đi bóng lưng khá là bá khí Lâm Động hơi sững người nhìn Đường Tâm Liên rời đi, trong lòng thấy cô nương này cũng thật khó khí phách. Ha ha, Ma La thấy vậy không kìm được bật cười, "Thế nào? Thủ tịch đại đệ tử của bản tọa lợi hại chứ? Ta thấy hai người tuổi tác cũng ngang nhau, chi bằng đến với nhau xem sao. Tuy ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng Tâm Liên cũng không phải nữ tử tầm thường, xứng với ngươi." Lâm Động nghe vậy lập tức lùi về sau, vội vàng bao quyền cao từ. Ma La nhìn Lâm Động chạy nhanh như thỏ thì bật cười sảng khoái một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn về hướng lâm động đi, nói, đại trưởng lão, ngươi thấy sao? Mà là dứt lời, chỉ thấy trong đại điện không gian dần biến dạng, một lão giả mặc hồng bò hiện ra, nhìn ra ngoài nói, từ tu rất lợi hại, hoa thần của nguyên môn chưa hiện thân, thực lực chưa rõ, nhưng nếu nguyên môn thật sự câu kết với dị ma thì thực lực chắc chắn không tầm thường. Muốn ngăn chặn chúng có lẽ tâm liên không đủ sức. Còn lâm động, tuy hắn tiếp được ba chiêu của điện chủ nhưng ngài, cũng biết thật ra chỉ có thể tính một chiêu, chiêu đó hắn đã dùng dốc hết sức, hai chiêu còn lại là may mắn, mà may mắn thì không thể xuất hiện ở tranh bá chiến. Ma la gật đầu, chiêu thứ hai lầm động dựa vào sức mạnh của lôi giới, chiêu thứ ba thì là dùng viêm thần cổ bài, thứ này vừa hay miễn dịch sức mạnh của hỏa diệm tổ phù, vì thế chiêu thứ ba mạnh nhất lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng hai thủ đoạn này không thể có tác dụng gì lớn trong tranh bá chiến. Vì vậy lần này muốn dựa vào hai đứa nó ngăn chặn từ tu, và hoa thần là hơi khó. Ma La nhịp tay lên ghế, vậy ý của trưởng lão là, ta có thể chuẩn bị nhiều tầng, tiểu tượng Vương Châu trạch thực lực cũng không tồi, nếu có thể bảo hắn ra tay thì sẽ đảm bảo hơn." Hồng bào lão giả nói. "Tên tiểu tử của Vạn Tượng Sơn đó sao?" Ma La nghĩ một chút rồi cười, đúng là hắn có thực lực nhưng việc này chỉ có thể nhờ Tâm Liên nói. "Tiểu tử đó trước nay vẫn thích nó, nhưng bảo nó đi nói thì chắc sẽ lại than vãn." "Vậy cứ thế đi." Ma La phẩy tay quyết định, khi ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên hàn ý lần này bản tọa muốn gặp bọn đáng chết đó, tiện thể cũng cho cường giả, và thế lực các phương chú ý tới thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối đó. Khi lâm động đi ra khỏi đại điện, thì thấy đường tâm liên đang ngồi trên cầu xê thang đá với bá khí ngút trời. Xung quanh đại điện có không ít thân ảnh mặc giáp đỏ, nhưng khi đi qua đường, y tâm liên thì bước chân không tự chủ được mà chậm lại, ánh mắt nhìn có phần nể, lại đây ngồi đi. Đường tâm liên giơ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm động lượng lượng một chút rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Đường Tâm Liên từ bên cạnh, cảm giác hào khí giảm bớt phần nào, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Khí chất này xuất hiện ở nàng càng khiến người ta tim đập chân run. Kế hoạch của sư phụ rất nguy hiểm, đám dị ma đó rất lợi hại. Đường Tâm Liên tay vuốt một lọn tóc, khẽ nói. Lâm Động hơi gật đầu, hiển nhiên Đường Tâm Liên biết không ít về dị ma, chắc được nghe từ Ma La. Hắn cũng nhận ra sự lo lắng từ giọng nói của Đường Tâm Liên. Chẳng ai biết được kế hoạch lần này của Ma La liệu có dẫn đến tai họa hủy diệt cả viêm thần điện không? Bọn dị ma có thể hủy diệt cả động phủ của lôi đế, nếu động thủ chỉ dựa vào viêm thần điện là không thể. Dị ma sẽ ra tay, nhưng có lẽ sẽ không dốc toàn lực, như thế thân phận chúng sẽ bại lộ, đến lúc đó các cường giả đỉnh cấp cũng sẽ liên thủ. À, Lâm Động nói, bọn sinh vật đáng ghét, thật sự phải giết sạch chúng đi. Đường tâm liên hầm hầm nói, Lâm Động hơi khựng người, tuy dị ma là kẻ địch của tất cả mọi người trên thế gian, nhưng dường như với đường tâm liên lại có hận ý sâu hơn. Gia tộc ta có tiền bối. Đã từng phong ấn một con dị ma, gia tộc cũng vẫn ngầm trông coi phong ấn. Nhưng hồi ta còn rất nhỏ gia tộc đã bị một kẻ thần bí giết, ngoài ta ra không còn một ai. Cuối cùng dị ma được cứu đi, ta được sư phụ cứu từ trong chồng thi thể. Đường tâm liên mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến người ta chạnh lòng. Xin lỗi. Lâm động thở dài, không ngờ nữ hài tử này lại có câu chuyện buồn như vậy đường tâm liên lắc đầu dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ viêm thần điện đám dị ma đó dám phá hoại nó ta sẽ cùng chết với chúng lâm động nhìn gương mặt bên của đường tâm liên sự kiên quyết bảo vệ viêm thần điện trong mắt nàng khiến hắn có phần hoảng hốt hồi đó ở đạo tông cũng có một thiếu nữ coi tông phái là thứ mình phải bảo vệ cả đời khi ở dị ma thành cũng là thiếu nữ đó lần đầu tiên đặt thứ mình phải bảo vệ cả đời ở sau lâm động lâm động mím môi ánh mắt mang sự cảm động khó phát hiện rồi hắn hít sâu một hơi, cười với đường tâm liên, yên tâm, thứ đáng chết đó sớm muộn cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đường tâm liên nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, rồi khẽ cười, lại vỗ vai lâm động rồi đúng dậy rời đi, tiếng cười lanh lảnh vọng lại. Gặp rắc rối ở hỏa viêm thành thì cứ nói tên ta. Ngoài ra, trong tranh bá chiến, hợp tác vui vẻ, lâm động thấy cô nương đó lấy lại hào khí, cũng gật đầu cười. Chương 1002, sự yên bình trước cuộc chiến, trong năm ngày sau đó, hỏa viêm thành lại càng sụp sôi hơn. Cường giả các phương đều tụ lại về đây khiến hỏa viêm thành trở thành nơi sôi động, náo nhiệt nhất loạn ma hải. Khi càng có nhiều cường giả đến thì hỏa viêm thành cũng trở nên hỗn loạn hơn. Dù sao cường giả ở đây ai cũng là kiệt ngao bất thuận, tuy ban đầu có e rẻ uy thế của viêm thần điện, nhưng khi số lượng cường giả ngày một nhiều thì xung đột giữa các thế lực cũng ngày một nhiều. Nhưng sự hỗn loạn đó không kéo dài được lâu, khi đường tâm liên dẫn theo đội chấp pháp khí tức hùng hồn, hành động dứt khoát tới, thì không ít người giật mình sợ hãi vì sự lạnh lùng trên gương mặt nàng. Danh tiếng viêm thần điện hỏa tiên tử đường tâm liên rất vang dội trong loạn ma hải. Đương nhiên, thứ hạng trên tân tú bảng của nàng cũng đủ khiến không ít người phải thu lại sự bất kính với tiểu cô nương lại. Nhưng không thể không thừa nhận rằng đường tâm liên đúng là có một vài thủ đoạn, chỉ trong mấy ngày mà hỏa viêm thành đã được nàng cùng đội chấp pháp chấn áp. Nhất thời danh tiếng hỏa tiên tử càng thêm vang dội trở thành tâm điểm chú ý của cả hỏa viêm thành mỗi khi đường tâm liên cùng đội chấp pháp xuất hiện là có không ít người thích hóng chuyện đi theo cảnh tượng đó cũng là rất thú vị cũng là chủ đề tán chuyện trong khi chờ tranh bá chiến khai mạc trong mấy ngày chờ đợi lâm động cũng khá nhàn hạ có lẽ vì đường tâm liên mà bọn hoàng lăng không đến gây sự với hắn thậm chí thanh đằng cũng chi thinh thoảng chạm mặt ánh mắt khiêu khích nhưng không hề động thủ rõ ràng là chúng đều rất e rè đường tâm liên bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vên với tình hình này lâm động cũng nghẹn lời từ khi nào mà hắn phải dựa vào một nữ tử vậy có điều cho dù không thoải mái nhưng hắn cũng không chủ động làm gì hỏa viêm thành đã khiến đường tâm liên bận tối tăm mặt mũi hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối trên một tòa lầu nguy nga trong thành lâm động ngồi dựa vào cửa sổ quan sát tòa thành ha ha lâm động huynh thật nhàn hạ đột nhiên từ phía sau bỗng vang lên một tiếng cười vang hắn ngoảnh lại thì thấy lam y nam tử vẻ mặt lâm động cũng không có gì bất ngờ hiển nhiên hắn cũng đã phát giác ra tại hạ là châu trạch lam y nam tử mỉm cười châu trạch không quá anh tuấn nhưng ngũ quan kết hợp lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu nụ cười cũng mang thiện ý tiểu tượng vương châu trạch lâm động nhấn mày rồi cười nghe danh đã lâu lâm động cũng có chút ngạc nhiên tiểu tượng vương châu trạch là đệ tử trẻ tuổi ưu tú của loạn ma hải từ thứ hạng của hắn ở tân tú bảng là thứ ba cũng biết được sự lợi hại của hắn nhân vật như vậy lại chủ động tiếp cận hắn lâm động hơi ngạc nhiên chỉ có chút danh tiếng mà thôi châu trạch xua tay rồi ngồi xuống trước mặt lâm động nói hôm qua ma la tiền bối có tìm ta tiền bối bảo ta giúp ngăn chặn từ tu giành quán quân nhưng tại sao làm vậy thì tiền bối không nói ta cũng không hỏi lâm động hơi khựng lại rồi gật đầu xem ra ma la không muốn quá nhiều người y biết về dị ma tin tức chuyển ra thì khó tránh rút dây động rừng ta nghĩ có lẽ lâm động huynh biết lý do một châu trạch cười lâm động cũng cười định nói thì châu trạch lắc đầu không phải ta muốn huynh cho ta biết nhưng việc này tâm liên cũng nói với ta yêu cầu của nàng ấy ta không thể cự tuyệt lâm động nheo mắt lý do châu trạch đến tìm hắn chắc là vì đường tâm liên mấy hôm nay đúng là hắn và đường tâm liên qua lại khá nhiều chắc hẳn châu trạch không thích lắm nghĩ vậy lâm động giờ khóc giờ cười châu trạch nhìn có vẻ phóng khoáng thoải mái không ngờ lại thích đường tâm liên như vậy ta và đường cô nương chỉ là bằng hữu bình thường lâm động cười cũng không giải thích gì nhiều. Châu Trạch nghe vậy thì có chút bối rối, gật đầu định nói thì thấy phía trước có tiếng gió rít, một thân ảnh đỏ rực bay tới, đằng sau là hàng trăm thân ảnh mặc giáp đỏ, khi còn cách tòa lầu mấy trăm trượng thì dừng lại. Ê, sao ngươi lại đến tìm lâm động? Không phải ngươi muốn gây chuyện với hắn đây chứ? Đường tâm liên đứng trên không trung, nhìn lâm động và châu trạch ở bên cạnh, hỏi không thiện ý. Châu trạch vội lắc đầu, khoác vai lâm động cười. Sao lại thế được, ta và lâm động huynh mới gặp mà như bằng hữu lâu năm, sao ta lại gây sự chứ lâm động không nói gì chỉ nhún vai với đường tầm liên rồi đùa thế nào cứ hòa xong rồi à mấy hôm nay thấy đường tâm liên bận rộn chạy đi chạy lại trong hỏa viêm thành lâm động cũng thấy thú vị đôi khi hắn nghĩ có phải những người gây chuyện có ý làm vậy để gặp nàng không mệt chết ta bọn chúng chẳng ngồi yên một khắc nào đường tâm liên lướt nhanh vào trong giật lấy hũ rượu trên tay lâm động rồi nốc một ngụ lâm động bật cười rồi hắn cảm nhận được châu trạch cũng nhìn hũ rượu trên tay đường tâm liên sau đó quay đi, ánh mắt không thân thiện. Vẫn chẳng có tin tức gì về Từ Tu và Hoa Thần. Đường Tâm Liên đột nhiên nói không vội, ngày mai là tranh bá chiến rồi, cuối cùng chúng cũng sẽ xuất hiện thôi." Lâm Động nói. "Trong tranh bá chiến, để ta đối phó với Từ Tu, Hoa Thần để Châu Trạch, còn Lâm Động thì cứ theo dõi tình hình đã." Đường Tâm Liên do dự một chút rồi nói, ùm, um, ta cũng muốn lĩnh giáo hai vị bằng hữu đến từ Đông Huyền vực xa xôi." Châu Trạch gật đầu cười, Lâm Động cũng không thể hiện điều gì đường tâm liên và châu trạch là người đứng thứ hai và ba trong tân tú bảng đừng nói đệ tử trẻ tuổi ngay một số trưởng lão của các thế lực cũng không bằng họ đường tâm liên không cho lâm động ra tay trước hiển nhiên là vì sợ hắn không đủ thực lực cứ làm vậy đi lâm động đứng dậy nhưng khi vừa dứt lời thì hắn bỗng cảm thấy hai tổ phù trong cơ thể rung lên hắn vội quay sang nhìn về một hướng thân hình biến thành tàn ảnh bay đi đường tâm liên và châu trạch thấy vậy hơi khựng người một chút rồi cũng xê theo sau đội chấp pháp thấy đường tâm liên đi cũng nhanh chóng đi theo. Trên một ngọn hoang sơn phía tây bắc thành, lâm động hiện ra, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn xung quanh. Sao vậy? Đường tâm liên và châu trạch nhanh chóng hiện ra phía sau, nghi hoặc hỏi. Hai kẻ đó xuất hiện rồi. Hơn nữa còn đi cùng nhau. Lâm động bình thản nói, quả nhiên từ tu có vấn đề, nếu không sẽ không câu kết với hoa thần. Lục soát, lông mày đường tâm liên dụng đứng, hô lên một tiếng. Rõ, hàng trăm người trong đội chấp pháp lập tức đáp lời, nhanh chóng tản ra lục soát từng thước đất trên ngọn núi. Nhưng cuộc tìm kiếm không có kết quả gì, sau hơn 10 phút đội chấp pháp quay về đều không có thu hoạch. Đúng là bọn giảo hoạt, đường tâm liên nghiến răng. Không vội, dù thế nào thì mai chúng cũng phải xuất hiện. Về thôi lâm động cười rồi rời đi đường tâm liên và châu trạch nhìn nhau, cũng đành dẫn đội chấp pháp về. Sau khi họ bỏ đi, khoảng nửa tiếng sau, ở dưới mặt đất cách đó khá xa bốc lên hắc khí. Hai thân ảnh quỷ dị hiện ra, Hà hà, đúng là nhạy bén, như vậy mà cũng phát giác được ra chúng ta. Một nhân ảnh nhìn hướng lâm động rời đi, khẽ cười. Tên lâm động đó có chút cổ quái. Nhân ảnh bọc trong hắc bào nói với giọng khàn ừm, giết được ba người bọn hoác nguyên, không có thủ đoạn đặc biệt sao làm được. Nhân ảnh kia cười, nói, lần này liên thủ nhất định lôi đình tổ phù sẽ rơi vào tay chúng ta. Ngoài ra, bắt buộc phải giết lâm động. Ừm, đi thôi, cho hai ngày mai sẽ mở màn rồi thật là mong chờ quá, lôi đình tổ phù, ha ha. Sau tiếng cười, hắc khí bùng phát, hai thân ảnh lại biến mất một cách quỷ dị, cả ngọn núi lại trở về tĩnh lặng hoang vu. Chương 1003, mở màn. Khi vầng mặt trời nóng bỏng tựa quầng lửa nhô lên khỏi mặt biển, ánh nắng chiếu xuống vùng hải vực rộng lớn, tòa thành khổng lồ lập tức bùng nổ. Vút vút vút, vô số đạo ánh sáng lướt qua bầu trời từ Hỏa Viêm Thành và những vùng phụ cận, trong vòng nghìn dặm, cuối cùng tụ lại ở trung tâm Hỏa Viêm Thành hôm nay là ngày tranh bá chiến mở màn, có thể coi đây là ngày hội lớn nhất trong vòng 10 năm nay của loạn ma hải, chỉ nghĩ về quy mô của nó thôi cũng đủ nhiệt huyết dâng tràn. Trên tòa lầu các gần trung tâm thành, Lâm Động, Mộ Linh San và mấy người cổ mộng kỳ đều ở cùng nhau, cùng nhìn về quần thể cung điện nguy nga hùng vĩ ở cách đó không xa. Đó chính là tổng bộ của viêm thần điện, trong đó Lâm Động có thể thấp thoáng nhận ra rất nhiều luồng khí thức mạnh mẽ. Viêm thần điện có thể trở thành bá chủ một phương trong loạn ma hải, Hiển nhiên là có thực lực thật sự không thể coi thường. Trên bầu trời quanh khu cung điện là những bóng người dày đặc, tiếng huyên náo ồn ào như phá tan cả tầng mây. Thật là lớn quá. Lâm Động cũng phải cảm thán, hai lần tham gia ở Thiên Phong Hải vực và Thiên Lôi Hải vực, so với lúc này đúng là không có gì đáng nhắc đến. Ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện là thế lực nằm trong top đầu, cộng với sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù, sức hiệu triệu đương nhiên khủng khiếp. Cổ Mộng Kỳ cười nói, Lâm Động gật đầu cười, rồi tim hắn bỗng rung lên, chỉ thấy trong Viêm Thần Điện, đột nhiên có một đoàn người mặc áo đỏ rực bay ra rồi đứng giữa trời. Đó là đội quân gần nghìn người, tất cả đều cầm cự thương, thân mặc giáp đỏ, hàng nghìn luồng khí tức hùng hồn cùng tụ, lại tạo nên áp lực khiến không ít người phải biến sắc. Đó là Hỏa Thần vệ của Viêm Thần Điện, nghe nói là một trong những đội quân chiến lực mạnh nhất của Viêm Thần Điện, mỗi khi có người gia nhập là có người bị loại ra. Cổ Mộng kỳ khẽ nói, ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng chẳng trách mà đội quân này lại khí thế đến vậy, thì ra là cạnh tranh tàn khốc như thế, viêm thần điện quả nhiên danh bất hư truyền. Ủa đó là tâm liên tỷ tỷ. Cổ nhã đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm động hơi khựng người, nhìn theo hướng đó, thì quả nhiên phía trước của đội hỏa thần vệ là một bóng dáng cao gầy. Người nữ từ đó thân hình mảnh mai, bộ giáp đỏ tô lên những đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn đỏ rực khiến nàng giống như ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Dáng vẻ bá khí đó ngoài hỏa tiên tử đường tâm liên ra còn có thể là ai? Trong tay nàng lúc này là một cây trường thương đỏ rực với tạo hình đặc biệt. Trên thân cây thương có đôi cánh phượng hoàng răng rộng, mũi thương là hình một con phượng hoàng lửa đang giang cánh bay lên, nơi đầu mỏ phượng hoàng lóe hàn quang khiến người ta phải lạnh xương sống. Đó là một món hung khí đẹp nhưng nguy hiểm. Một mình nàng đứng trước đội hỏa thần vệ, tuy phía sau là đội quân tinh nhuệ như hổ như sói, nhưng không ai cảm thấy sự yếu mềm nào từ nàng. Đây là đội quân hung hãn được dẫn dắt bởi một nữ tử xinh đẹp đầy bá khí, không ai cảm thấy sự kết hợp này có gì cổ quái. Người nữ tử đó có được khí phách ấy xê dường như là chuyện đương nhiên. Đến Lâm Động cũng phải thừa nhận rằng, nói đến khả năng thống lĩnh, trong số những nữ tử hắn từng gặp thì đường tâm liên là nhất, ngay ứng tiếu tiếu của đạo tông cũng kém một bậc. Lâm Động có thể nhận ra, khi đường tâm liên vừa xuất hiện là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía. Nàng, nàng là tiêu điểm chú ý của cả không gian này. Tâm liên tỉ tỉ thật oai phong, cổ nhã thốt lên ngưỡng mộ. Một nữ tử, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp lại làm được điều này thì không phải khó khăn bình thường đâu. Tuy nàng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La, nhưng cái nàng ta có được đều dựa vào thực lực của bản thân. Ban đầu khi mới vào Hỏa Thần Vệ nàng ta chỉ ở vị trí thấp nhất, nhưng sau 2 năm đã đánh bại tất cả nam nhân, cuối cùng được mọi người đưa lên làm thống soái Hỏa Thần Vệ. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, cùng là nữ tử nhưng lời nói của cô đầy sự khâm phục. Lợi hại thật, Cổ Yên và Cổ Nhã cảm thán lâm động cũng gật gù hắn có thể tưởng tượng đằng sau danh tiếng là sự nỗ lực và trả giá nhiều đến mức nào cả thế gian này thiên tài yêu nghiệt không ít nhưng những người thành danh được không phải nhiều nữ tử cao ngạo không chịu thua nam nhân như vậy quả thật rất có mị lực lâm động ca cũng không kém mà huynh ấy xuất thân từ vương triều cấp thấp ở đông huyền vực tâm liên tỷ tỷ nói thế nào cũng được ma la chiếu cố còn lâm động ca thì một mình đơn thương độc mã mà có được ngày hôm nay vì thế lâm động ca vẫn lợi hại hơn Mộ Linh San ở bên cạnh cười hi hi, ở với Lâm Động lâu cô bé cũng biết nhiều về hắn hơn. Ha ha, hắn là quái thai mà. Cổ Mộng Kỳ che miệng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động lấp lánh, có thể cô không biết trước đây Lâm Động thế nào, nhưng ít nhất ở loạn ma hải này cô đã chứng kiến hắn, từ một kẻ vô danh trở thành người nổi danh khắc hải vực toàn cường giả này. Cải chính một chút, ta không đơn thương độc mã, ta còn có hai huynh đệ. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San, cười, hơn nữa ta so sánh với nàng ấy làm gì? So sánh với nữ tử không có cảm giác thắng lợi. Đừng cô nương mà nghe thấy là không vui đâu." Cổ Yên cười, Lâm Động chỉ lắc đầu, rồi nhìn về hướng Huyền Thiên Điện. Sau khi hỏa thần vệ ổn định cục diện thì đột nhiên một đạo hồng quang bùng phát, bên trong xuất hiện một nam tử cao lớn với chiếc áo choàng đỏ rực. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian lập tức tăng cao. Không khí xung quanh hắn là những ngọn lửa rực cháy, hắn lúc này dường như là vua của lửa. Tiếng ồn ào bị áp lực từ nam nhân này đè xuống ngay những cường giả kiệt ngao bất thuận khi nhìn thấy thân ảnh to lớn đó cũng phải kính sợ điện chủ viêm thân điện người nam trong tay hỏa diệm tô phù ma la đây là vị siêu cấp cường giả mà danh tiếng vang dội khắp loạn ma hải thậm chí cả những địa vực xa xôi khác ở loạn ma hải hắn là bá chủ khiến người ta kính sợ ma la đứng trên biển lừa ánh mắt đỏ rực quét xung quanh những ai bắt gặp ánh mắt ấy cũng thấy huyết dịch sôi sục vội vàng tránh đi đầu tiên ta xin cảm tạ chư vị đã đến tham dự tranh bá chiến do viêm thần điện ta tổ chức. Cuộc thi cũng không có nhiều quy tắc, ai chiến thắng cuối cùng sẽ giành được Lôi Đình Tổ Phù. Giọng nói uy nghiêm đem theo nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp không gian. Vút, mà La vung tay, một đạo hồng quang bắn ra, biến thành một tấm gương khổng lồ cỡ vạn trượng trên không trung. Bên trong tấm gương là một vùng đại địa núi non rộng lớn. Đây chính là vô lượng kính của Viêm Thần Điện ta, trong đó có một vùng không gian, đồng thời đó cũng là địa điểm diễn ra tranh bá chiến. Bên trong vô lượng kính là ngọn vô lượng sơn đỏ chính là chiến trường cuối cùng của các ngươi ma la dứt lời mặt kính giao động hiện ra một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững như cột trống trời lôi đình tổ phù ở trên đỉnh vô lượng sơn tầng mây trên đỉnh núi tan ra chỉ thấy nơi trên cùng lấp lánh lôi quang ẩn hiện một đạo phù văn cổ xưa với luồng năng lượng hùng hồn mọi ánh mắt đều nhìn về đạo phù văn đó không ít người mắt đã đỏ lên nhịp thở trở nên nặng nhọc ai cũng biết sức mạnh của tổ phù chỉ cần có lôi đình tổ phù là sau này sẽ đạt được đến mức của ma la vô lượng sơn có 10 ngọn núi mỗi ngọn núi đều có phong ấn chỉ 10 người có được phong ấn mới được lên vô lượng sơn cũng có nghĩa là chỉ 10 người mạnh nhất mới có tư cách tranh đoạt lôi đình tổ phù lầm động tặc lưỡi số lượng cường giả đến đây đông như vậy không biết có bao nhiêu người ngọa hổ tàng long nhưng cuối cùng lại chỉ có 10 người là được lên vô lượng sơn cạnh tranh quả nhiên tàn khốc lời giới thiệu đến đây là hết Ma la cười, rồi hô vang, giờ bán tọa tuyên bố, tranh bá chiến mở màn. Uỳnh, không khí lập tức bùng nổ, vô vàn thân ảnh mắt đỏ rực, tựa ong vỡ tổ lao về phía tấm gương ánh sáng kia. Cảnh tượng thật khiến huyết dịch sụp sôi. Lâm Đông Ca, Linh San, có lên, cổ nhã lúc này gương mặt cũng ửng đỏ, cười nói. Ừm, Lâm Động gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn nữ tử tay cầm trường thương phượng, hoàng lửa kia. Nàng ngoảnh sang cười nhẹ, tay hất lọn tóc trước ngực, rồi biến thành quang ảnh bay về phía tấm gương. Ngay khi đó một tiếng cười lọt vào tai Lâm Động. Lâm Động, đừng có tụt đằng sau ta quá nhiều, ta sẽ không nể mặt ngươi đâu. Lâm Động cười lớn, hào khí dâng tràn. Linh San, đi nào, mộ Linh San gật đầu cười, hai tay vung lên, út hiện ra, rồi hai người cùng hòa vào dòng người bay vào tấm gương ánh sáng. Cuối cùng ngày hội này cũng đã bắt đầu. Chương 1004, huyết chi chảm đầu vệ, đây là vùng núi rộng bao la không thấy điểm tận cùng, cả vùng được bao phủ bởi một màu xanh mướt. Những ngọn núi cao sừng sững như người khổng lồ, thỉnh thoảng còn có tiếng thú dữ gầm vọng ra, sinh khí ngập tràn. Uỳnh, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ lớn, chỉ thấy bầu trời giống như bị tách ra một cái hố lớn, vô số quang ảnh lao vào như vũ bão rồi đáp xuống vùng núi bao la. Những vị khách này khiến không gian tĩnh lặng trong tấm gương đột nhiên sụp sôi. Soạt, ở một chỗ nào đó hai quang ảnh hiện ra là lâm động và mộ linh san vừa xuất hiện hai người đều không kìm nổi hiếu kỳ quét mắt nhìn xung quanh lâm động có phần kinh ngạc cười nói không ngờ viêm thần điện lại có món thuần nguyên chi bảo tự có không gian bên trong thế này rõ ràng vô lượng kính cũng tương tự như phần thiên đỉnh đều có không gian bên trong nó chỉ có điều sinh khí của vô lượng kính dồi dào hơn còn phần thiên đinh chỉ có một vùng hoang mạc đỏ đông thật Mộ Linh San ngẩng lên nhìn vô số quang ảnh tựa pháo hoa đẹp mắt, khá phấn khích nói: "Đúng vậy, không ít người đâu." Lâm Động cũng cười, rồi hắn giơ tay lên, trong bàn tay hắn là một đạo quang ấn. Đó là thứ tự động xuất hiện khi vào trong vô lượng kính. Thường thì nếu gặp nguy hiểm trong vô lượng kính, chỉ cần bóp nát quang ấn trong tay là sẽ tự ra khỏi vô lượng kính. Đương nhiên, như vậy cũng mất cơ hội tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù. Hai người Lâm Động vào không lâu, xung quanh đã không ngừng có những quang ảnh khác hiện ra các cường giả nhìn hai người lâm động đầy cảnh giác cũng không nói nhiều bay vào trong khu rừng luôn chúng ta cũng đi thôi lâm động cười hắn có thể nhận thấy ngày một nhiều cường giả xuất hiện thì nguyên lực trong không gian cũng xáo động hơn rõ ràng đã có không ít trận chiến nổ ra lôi đình tổ phù chỉ có một cũng chỉ có một người chiến thắng cuối cùng vì thế mọi người đều là đối thủ của nhau đi nào lâm động hô một tiếng rồi biến thành thanh quang bay đi theo sau là mộ linh san hai người vào trong khu rừng núi nguyên sinh rậm rạp nhằm thẳng hướng vô lượng sơn ở trung tâm không gian này cũng là chiến trường cuối cùng sau khi vô số cường giả vào trong này không gian cũng trở nên nóng bỏng sụp sôi vô số những trận đấu lớn nhỏ cùng lúc bùng nổ ngay không khí cũng như có mùi khét hơn nữa trong không gian này ngoài những cường giả này ra còn có không ít yêu thú thực lực ngang ngược vì thế những người tham gia không chỉ phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh mà còn phải cẩn thận với những yêu thú hung hãn ẩn tàng trong rừng núi hai người bay xuyên qua khu rừng, trên đường họ thấy không dưới trăm trận chiến đấu, nhưng hai người không hề dừng lại, họ cần đến vô lượng sơn nhanh nhất có thể, và giành được phong ấn để lên vô lượng sơn. Dọc đường cũng gặp một số kẻ không có mắt ngăn cản, nhưng phần lớn đều bốn không cần đến lâm động, động thủ thì mộ linh san đã phấn khích dùng sinh tử, quan cái đánh chúng bay khỏi không gian. Càng vào sâu lâm động càng thấy nhiều luồng khí thức mạnh mẽ, rõ ràng những người vào đây với tốc độ đó không phải loại dễ đối phó. Bốp, Lâm Động dẫm chân lên một cành cây to, thân hình bay đi như tên bắn. Hai mắt hắn nheo lại nhìn lên bầu trời, chắc lúc này hội Đường Tâm Liên cũng đang đến Vô Lượng Sơn, chỉ là không biết rốt cuộc ai sẽ nhanh hơn. "Lâm Động ca, cẩn thận." Lúc ấy, Mộ Linh San ở phía sau so sắc mặt bỗng thay đổi, chân điểm lên một, cành cây rồi bay lên trước, tay vung sinh tử quan cái bắn ra một đạo hắc quang. Vút vút, cùng lúc đó, từ trong rừng sâu, hơn chục đạo kình phong mạnh mẽ bắn ra hai bên lao vào nhau, kình phong cuồng bạo khuếch tán khiến cây cối xung quanh đổ xoạt. Một vài thân ảnh quỷ mị hiện ra từ trong lùm câu, nhìn hai người lâm động với ánh mắt không chút thiện ý. Lâm động đứng trên cây, nheo mắt nhìn sáu người đó. Tạo hình của chúng rất kỳ lạ, mặc áo bào màu đỏ máu, trong tay là cây đao lưỡi răng cưa đỏ ao, thân đao dài đến hàng trượng. Điều khiến lâm động ngạc nhiên nhất chính là, khí tức của chúng đều đạt đến ngưỡng cửa tử huyền cảnh, bề mặt cơ thể chúng cũng có từ khí bao quanh hề hề, không ngờ lại câu được con cá to, đây không phải tân nhân mới vào tân tú bảng đó sao? Ể một nam tử gầy gò cười kỳ quái nhìn lâm động. Các ngươi, huyết chi chảm đầu vệ, lâm động nhìn chúng, nhíu mày nói. Xem ra sáu huynh đệ bọn ta cũng không đến nỗi bị người ta lãng quên. Một tên cười, chi là tiếng cười đầy mùi máu. Huyết chi chảm đầu vệ là một tiểu đội khá có hung danh ở loạn ma hải. Tiểu đội có sáu người, xếp hạng từ 12 đến 18 tân tú bảng. Đương nhiên nếu chúng chỉ có chiến đấu lực, như trong tân tú bảng thì lâm động cũng chẳng quan tâm. Đáng tiếc, là nửa năm trước chúng đã liên thủ giết chết cường giả đứng thứ 8 tân tú bảng, hồi đó, chấn động một thời. Chiến đấu lực cá nhân của chúng không nổi trội nhưng khi chúng đã ra tay, dù đối thủ mạnh hay yếu thì chúng cũng đều liên thủ. Chiến đấu lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu tân tú bảng tính chiến đấu lực tổng hợp, thì huyết chi chảm đầu vệ chắc chắn thuộc hàng 10 người đứng đầu tân tú bảng. Vì thế, khi Lâm Động nhận ra tiểu đội này, hắn không khỏi thầm thấy kinh ngạc. Hai người tự bóp nát linh ấn hay để lại hai cái đầu lâu. Nam tử gầy gò kia chậm chậm rơi đao lên, chỉ Lâm Động cười nhạt. Sở dĩ chúng được gọi là huyết chi chảm đầu vệ, là vì đối thủ của chúng cuối cùng đền bị chúng chặt đầu, đó cũng là sở thích của chúng. Lâm Động cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt tràn lên ánh hàn quang, rồi hắn siết tay ị lại, lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi quang và tiếng sấm rền vang khắp không gian. Linh San, tốc chiến tốc thắng. Tê Lâm động tay cầm lôi đe quyền trượng, vẻ mặt lạnh tanh dâng tràn đầy sát ý. Hỏa viêm thành. Bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun. Bên sau khi một lượng lớn cường giả đã vào trong vô lượng kính, tấm gương lớn vạn trượng cũng phân chia thành hàng vạn tấm gương lớn nhỏ, trong đó phản chiếu những trận chiến đấu trong không gian kia. Ủa, đó là huyết chi trảm đầu vệ. Chúng đang đấu với. Lâm động. Chật, thú vị thật. Không ngờ hai đối tượng hung hãn lại gặp nhau huyết chi chảm đầu vệ không dễ đối phó đâu, nhưng lâm động cũng không tầm thường, chúng giao đấu thì thú vị rồi. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng xôn xao, không ít người đều nhìn về mảnh gương có trận chiến giữa lâm động và huyết chi chảm đầu vệ. Ở mộ góc, ba người cổ mộng kỳ cũng nhận ra, ánh mắt đều ngưng trọng, cổ yên và cổ nhã đều khá lo lắng, hai cô cũng đã biết đến hung danh của huyết chi chảm đầu vệ. Xem ra vận khí của hai người lâm động không tốt, chưa được bao lâu đã gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Chương 1005, tiến về phía trước. Uỳnh, tiếng sấm sét bùng nổ từ trong người Lâm Động, một đạo thanh quang lướt tới nhanh như chớp, cây quyền trượng màu bạc không ngừng tỏa ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Keng, sáu cây đao bao phủ bởi nguyên lực hùng hồn đồng thời chém xuống lôi đế quyền trượng. Tia lửa bắn khắp bốn phía, kinh phong cuồng bạo cuộn trào. Mặt đất lập tức xuất hiện vô số đường rạn nút sâu hàng chục trượng, những ngọn cây khổng lồ ở xung quanh cũng đổ rạp. Lôi đế quyền trượng rung lên, lôi quang lấp lánh để đẩy lùi sức mạnh đang xâm thực. Cánh tay Lâm Động cũng bị rung chấn. Sáu người bọn huyết chi trảm đầu vệ đều bị chấn động lùi sau mất mấy bước, rồi lập thành trận hình bán nguyệt, tay siết chặt cây đại đao cảm nhận một cơn nhói đau. Chẳng trách mà vào được tốt 10 tân tú bảng, quả nhiên có bản lĩnh. Nam tử gầy gò kia liếm môi, ánh mắt có phần ngưng trọng. Lâm Động hiện tại tuy chỉ là sinh huyền cảnh, viên mãn nhưng chiến đấu lực lại khiến người ta phải kinh ngạc. Sáu người bọn chúng liên thủ mà chẳng giành được chút lợi thế nào sắc mặt lâm động vẫn bình thản, sáu kẻ này công thủ rất ăn ý với nhau, võ học cũng giống nhau, khi ra tay hỗ trợ lẫn nhau, quả là khó đối phó. Nhưng kiểu liên thủ này cũng có nhược điểm. Chỉ cần một trong sáu người bị tách ra là chiến đấu lục sẽ giảm mạnh. Linh San, tách một tên ra. Lâm Động khẽ nói. Ừ giờ en. Mộ Linh San ở bên cạnh chờ đợi từ lâu, nghe vậy lập tức gật đầu. Bay ra đem theo sinh tử quan cái rồi giáng thật mạnh xuống một tên. Người muốn chết, Sáu kẻ đó thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh tanh, định ra tay thì nhân ảnh thanh quang đã xuất hiện ở phía trước, lôi đế quyền trượng vẽ ra vô số tàn ảnh ập tới năm kẻ kia. Hai người phân huyết chi trảm đầu vệ thành hai phần. Vào khoảnh khắc trùng tách ra, khí thế vốn mạnh mẽ đột nhiên yếu đi rõ rệt. Lôi long tỏa thiên trận, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc cuồn trào từ trong cơ thể Lâm Động, lôi đế quyền trượng trong tay hắn rung lên, một con lôi long bay ra quất đuôi đem theo sức mạnh kinh người đập xuống đại đao của huyết chi trảm đầu vệ. Uỳnh! tiếng sấm rền vang, năm kẻ huyết chi chám đầu vệ bay ngược ra sau, trên cây đại đao trong tay chúng có lôi quang bao phủ, lôi đình lực nhanh chóng men theo thân đao xâm thực, vào cơ thể khiến tóc chúng dựng đứng lên. Phập, đại đao cắm thẳng xuống mặt đất, lúc này năm thân ảnh kia mới dùng lại, gương mặt kẻ nào cũng sạm đen, hiển nhiên bị xét đánh không nhẹ đáng gờm thật. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Một kẻ trong số đó, nhìn thân ảnh đang chậm chậm bước tới với cây lôi đế quyền trượng trong tay, giọng nói có phần kiêng dè bốn người còn lại sắc mặt cũng khó coi, chúng đã từng nghe đến danh tiếng của Lâm Động, nhưng không ngờ lại nhanh chóng rơi vào thế hạ phong thế này. Lần sau có động thủ thì hãy nhìn cho rõ, ta đang vội, sợ là không thể rằng có với các ngươi được. Lâm Động dừng bước, nhìn năm kẻ kia cười lạnh lùng. Trên trán hắn lan tỏa một tia sét, rồi một con mắt yêu dị lấp lánh lôi quang hiện ra. Rút lui. Nam tử gầy gò thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng hô lên. Uỳnh, thế nhưng ngay lúc ấy, lôi nhãn trên trán Lâm Động bắn ra một đạo lôi quang hàng trăm trượng tựa con lôi long dơ nanh múa vuốt bay ra. Lôi quang đánh xuống tạo nên một rãnh sâu hàng trăm trượng trên mặt đất. Bách thú chảm đầu đao, năm người bọn huyết chi chảm đầu vệ nhìn con lôi long đang lao tới, sắc mặt đều trở nên nặng. Nề, rồi lập tức tiến lại gần nhau, dơ cao đại đao, nguyên lực hùng hồn cùng trào dâng. Rào, huyết quang bắn ra biến thành một cây đại đao khổng lồ, trên thân đao là hàng trăm loài yêu thú ẩn hiện, vô vàn tiếng gầm rú vang lên kinh động hồn phách. Dầm huyết đao và lôi long lao thẳng vào nhau, tiếng nổ động trời vang lên, sóng xung kích khoách tán ra bốn phía sạt bằng cả vùng núi rậm rạp hàng nghìn dặm. Một số thân ảnh bay ra một cách thảm hại rồi dừng lại trên không, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi bắt nguồn của luồng sức mạnh đó. Cú va chạm đó quả thực kinh người, không biết là thần thánh phương nào. Bụi mù tan dần, nơi không địa rộng nghìn trượng ẩn hiện một thân ảnh tay cầm quyền trượng, không xa phía đối diện hắn chính là năm người hội huyết chi trảm đầu vệ. Đó là Lâm Động. Ủa, wow, đối thủ của hắn là 6 người hội huyết chi chảm đầu vệ. Hề, hey, xem ra chúng gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Tên lâm động đó cũng thật lợi hại, 6 người bọn huyết chi chảm đầu vệ liên thủ. Ngay 10 người đầu tiên của tân tú bảng cũng khó lòng kích bại, không ngờ hôm nay lại bại dưới tay lâm động. Nhìn những nhân ảnh đang đối đầu nhau trên không trung, cường giả ở xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn càng thêm rè chừng. Lâm động vẻ mặt bình thản nhìn năm người bọn huyết chi chảm đầu vệ khí tức yếu ớt, bộ dạng thảm hại, rồi liếc nhìn kẻ thứ sáu còn lại đang bị mộ linh san giữ chân bình thản nói còn không bóp nát linh ẩn định chờ ta chặt đầu các ngươi sao năm người bọn huyết chi chảm đầu vệ sắc mặt lập tức biên đôi nhìn nhau rồi cắn răng nói lâm động chuyện hôm nay chúng ta sẽ lại tính sổ với nhau tuy thất bại thảm hại nhưng đương nhiên vẫn phải giữ chút thể diện có điều khi vừa dứt lời thì sắc mặt lâm động lập tức tối lại chúng vội vàng bóp nát linh ấn linh ấn vỡ không gian xung quanh chúng biến dạng rồi đưa chúng ta khỏi vô lượng kính mẹ kiếp xui xẻo thật tên huyết chi chảm đầu vệ cuối cùng đành không cam lòng mà chửi cũng không để ý đến mộ linh san nữa bóp nát linh ấn rồi chạy khỏi vô lượng kính mộ linh san ôm sinh tử quan cái khoái miệng nhếch lên mấy tên này xuất hiện thì khí thế lắm nhưng không ngờ lại kém cỏi đến vậy đi thôi lâm động lật tay thu lôi đế quyền trượng về hắn nhíu mày nhìn những cường giả ở xung quanh bị kinh động mà xuất hiện rồi bay vào sâu trong rừng những cường giả kia thấy hướng bay của lâm động lập tức tránh đường họ không muốn đụng vào thứ sát tinh này khi hai người lâm động đi xa thì họ không biết ở một nơi xa, trên một ngọn cây to hiện ra một hắc ảnh. Hắn nhìn về hướng hai người đi, khóe môi cong lên, lầm bầm, chẳng trách mà ba người bọn Hoác Nguyên bị giải quyết, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng Nguyên môn có lệnh, mạng ngươi phải lấy về. Dứt lời, thân thể hắn bỗng biến dạng, rồi biến mất trong không gian. Khi hai người lâm động đi xa thì họ không biết ở một nơi xa, trên một ngọn cây to hiện ra một hắc ảnh. Hắn nhìn về hướng hai người đi, khóe môi cong lên, lầm bầm, chẳng trách mà ba người bọn Hoắc Nguyên bị giải quyết, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng Nguyên Môn có lệnh, mạng ngươi phải lấy về. Dứt lời, thân thể hắn bỗng biến dạng, rồi biến mất trong không gian. Chương 1006, gặp mặt. Huỳnh, hai thân ảnh lướt trong khu rừng với tốc độ cực nhanh. Dù nhìn thật kỹ cũng chỉ thấy được khi thân ảnh lướt qua có lá cây khẽ động, còn nhân ảnh thì đã lướt đi xa rồi. Lâm Động Ca, bọn chúng thật quá kém cỏi, thật không xứng với cái danh hung thần ác sát mộ linh san ở bên cạnh lào bào cô bé vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến nhưng ai ngờ khi sáu kẻ đó bị tách ra thực lực lại thành như vậy như vậy cũng tốt dỡ lãng phí thời gian của chúng ta giờ những kẻ có thực lực thật sự đang tăng tốc đến vô lượng sơn không ai muốn bị chậm trễ giữa đường đến dưới chân núi vô lượng sơn sẽ có đại chiến thôi lâm động cười hơn nữa trận chiến vừa rồi chúng ta cũng đánh không phải công cốc muội không thấy dọc đường đến đây ít kẻ chặn đường hơn rồi sao Mộ Linh San nghiêng đầu nghĩ, hình như là vậy thật. Dọc đường đi, những kẻ vốn nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm cũng tránh xa hơn một chút. Khi họ đến đây cũng gặp hai toán người đánh nhau, nhưng khi phát hiện thấy hành tung của họ là, chúng đều dừng lại đổ cho họ đi qua chiến trường, chẳng một ai dám ra tay. Kết quả này hiển nhiên là nhờ trận thắng sáu tên huyết chỉ chạm đầu vệ. Vậy chúng ta tăng tốc thôi, muội rất muốn xem ở vô lượng sơn có những kẻ lợi hại thế nào. Mộ Linh San cười hì hì. Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên cành cây rồi bay di tựa chim ưng. Dọc đường, tuy số lượng cường giả xuất hiện ngày một ít, nhưng khí tức lại mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng thấy kinh ngạc. Nhưng khi những người đó thấy hai người Lâm Động cũng rất e dè, nhìn qua một lượt rồi lập tức đi ra xa, nhìn có vẻ như sợ hai người Lâm Động ra tay. Lâm Động bật cười, lắc đầu, cũng không để tâm nhiều, dẫn mộ linh san tăng tốc đi tiếp. Soạt, Lâm Động xuyên qua rừng nhanh nhẹn như con linh hầu, hắn ngẩng lên nhìn về phía xa, với tốc độ hiện giờ có lẽ nửa giờ nữa là đến vô lượng sơn rồi. Hừ, mắt lâm động bỗng ngưng động, bàn tay khẽ vẫy, mộ linh san phía sau nhanh chóng lại gần, nghi hoặc hỏi, sao vậy lâm động ca? Lâm động dần chậm lại rồi đáp xuống một ngọn cây to, nhìn về vùng không địa phía trước. Ở đó lan tỏa đầy mùi tanh nồng, trên mặt đất là hon chục cái xác, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Bị giết rồi. Mộ linh san cho mày, những người vào vô lượng kính trong tay đều có linh ấn, chỉ cần bóp nát là có thể ra ngoài, nhưng những người này lại bị giết, rõ ràng là kẻ ra tay đã không cho họ thời gian để bóp nát linh ấn. Thủ đoạn này, thực lực này thật sự biến thái và ác độc. Lâm Động đáp xuống đám thi thể, tay quệt một ít máu, thôn phệ lực vận chuyển, trong huyết dịch tỏa ra một chút hắc khí. Là dị ma khí. Lâm Động nói, kẻ giết họ là dị ma. Nếu ta không nhầm thì có lẽ là từ tu hoặc hỏa thần làm. Những người này thực lực đều không vừa, nhưng trước khi chết đều không có phản kháng kịch liệt. Trong số những người tham gia tranh bá chiến kẻ làm được điều chỉ đếm được trên đầu ngón tay cộng với việc có dị ma khí không còn nghĩ cũng đoán được là ai chúng cũng đi theo lộ tuyến này mộ linh san kinh ngạc nói đối thủ mạnh nhất phải gặp cuối cùng mới phải đi thôi lâm động ngẩng lên nhìn về phía xa hai mắt nhau lại rồi bay đi trên đoạn đường tiếp theo lâm động lại phát hiện những cảnh tượng tương tự tất cả những cường giả đó đều không kịp bóp nát linh ấn đã bị giết chết ánh mắt lâm động trở nên lạnh tanh bọn chúng thật độc ác ở nơi này rõ ràng không cần phải hạ sát thủ, vậy mà chúng không tha cho một ai. Phía trước có động tĩnh, cẩn thận, Lâm Động nhìn về phía sâu trong rừng, hắn cảm nhận dược một luồng năng lượng kinh người. Ngươi là ai? Tại một khu đất trống, một vài thân ảnh bộ dạng thảm hại dừng lại với nhau, nhìn về một nam tử đứng trên cành cây ở phía trước với ánh mắt sợ hãi. Ba người đứng đầu không hề xa lạ, chính là ba người bọn Hoàng Lãng, Trần Thanh, Lịch Lâm mà Lâm Động từng có mâu thuẫn ở Nghênh Tân Các. Điều khiến người ta giật mình đó là Ba người trong tốp đầu Tân Tú bảng liên hợp lại thê thảm đến mức này, vậy thì kẻ khiến chúng như vậy sẽ hung hãn đến mức nào? Ba người Hoàng Lăng lúc này nhìn chăm chăm về phía Hắc Y Nam tử trên cành cây. Dung mạo hắn bình thường không có gì đáng chú ý, chỉ là khóe miệng là một nụ cười nhìn có vẻ hiền lành nhưng trong mắt bọn Hoàng Lăng lại như nụ cười của tử thần vậy. Ba người bọn chúng hên thú mà không địch lại một chiêu của kẻ đó, thực lực khủng bố đến mức khiến người ta khó tin. Tân Tú bảng của loạn ma hải chỉ vậy mà thôi hắc y nam tử cười nhẹ nhìn bọn hoàng lăng ngươi hoàng lăng đại nộ định quát lên thì trần thanh kéo lại hắn rất quy dị thực lực có lẽ đến mức như đường tâm liên trâu trạch chúng ta không phải đối thủ của hắn mau đi thôi hoàng lăng nghe vậy ánh mắt thay đổi vẻ mặt đầy không cam tâm lúc này mà ra ngoài thì quá mất mặt ồ nếu các ngươi muốn bỏ đi có lẽ chỉ có thể nói là nghĩ nhiều quá rồi hắc y nam tử hàm tiếu nói ánh mắt trần thanh lập tức biến đổi vội vàng xoè tay ra linh ấn không biết từ khi nào đã biến mất, lòng bàn tay hắn là một tia sáng đen quỷ dị. Ngươi đã làm gì? Trần Thanh gầm lên. Ta hành sự đều không muốn để lại kẻ nào sống. Hắc Y Nam tử cười, rồi ánh mắt hiện lên sự vô tình. Vì thế, các ngươi đều phải ở lại. Dứt lời, hắc khí bùng phát, biến thành một bàn tay khổng lồ tóm vào phía bọn Hoàng Lăng. Bùm bùm bùm. Bọn Hoàng Lăng đương nhiên không cam tầm chịu trói, nguyên lực hùng hồn dâng tràn, rồi võ học mạnh mẽ khi công kích lên bàn tay hắc khí thì biến mất cái gì bọn hoàng lăng thấy công kích vô hiệu ánh mắt dày kinh hãi rốt cuộc hắn có lai lịch thổ nào mà quỷ dị đến mức độ này ở loạn ma hải trước nay chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy chết hắc y nam tử hàm tiếu bàn tay khổng lồ lóe một cái xuất hiện trên đỉnh dầu bọn hoàng lăng thế nhưng ngay khi sắp đanh xuống thì tiếng sấm sét vang lên trong rừng một con lôi long lao vút ra đâm sầm vào bàn tay khổng lồ bùm làn sóng năng lượng tỏa ra xung quanh bọn hoàng lăng bị chấn động bay ra sau nhưng khi chúng còn mơ hồ thì có hai thân ảnh giã xuyên qua khu rừng xuất hiện trước mặt chúng. Lâm động, bọn Hoàng Lăng nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Chúng không thể ngờ người ra tay cứu lại là Lâm động giã từng xung rột với chúng. Nhưng Lâm động lúc này không để ý tới chúng mà chỉ chăm chăm nhìn Hắc Y Nam Tử. Dung mạo như vậy rõ ràng không phải kẻ đứng đầu Tân tú bảng, vô diện nhân tử tu. Ha, cuối cùng cũng gặp. Hắc Y Nam Tử thấy Lâm động xuất hiện thì hơi khựng lại rồi khẽ nói. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh nhìn Hắc Y Nam tử, nói, "Ngươi chính là Hỏa thần của Nguyên môn." Chương 1007, lần đầu giao đấu. Uỳnh. Nguyên môn, Hỏa thần, bọn Hoàng lăng nghe vậy thì sững người, lông mày nhíu lại. Không ngờ kẻ lợi hại này lại từ tận Đông Huyền vực xa xôi tới đây. Hắc Y Nam tử hơi nhếch môi cười, nhìn Lâm Động nhún vai, xem ra ngươi biết cũng không ít. Ngươi đến là vì Lôi Đình tổ phù." Lâm Động bình thản nói, "Chủ yếu là vì Lôi Đình tổ phù." Hắc Y Nam tử gật đầu, rồi hắn nhìn Lâm Động chăm chú, nói, có điều, ta còn một nhiệm vụ khác là mang xác ngươi về. Ban đầu ba người bọn Hoắc Nguyên cũng nói vậy. Lâm Động nhìn hắn cười lạnh lẽo, có điều cuối cùng chúng không có cả cơ hội để trở về. Hắc Y Nam tử nheo mắt, nói vẻ không quan tâm, ba tên phế vật, giải quyết chúng rồi cũng chẳng đáng nhắc đến. Còn về việc ta có mang xác ngươi về được không, thì ngươi có thể đích thân thử xem sao." Khóe môi hắn nhếch lên chế giễu, "Ta cũng có ý đó, Lâm Động cũng cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, siết bàn tay lại, lôi đế quyền trượng hiện ra, thân hình biến thành thanh quang lao thẳng tới hỏa thần như tia chớp. Hừm, tốc độ cũng không tồi. Hỏa thần cười lạnh lùng, rồi bỗng nghiêng người một bên. Uỳnh, lôi đế quyền trượng, bọc quanh bởi lôi quang đem theo kình phong hung mạnh lướt qua vai hỏa thần. Lôi quang khiến một lọn tóc của hỏa thần cháy thành than. Nhưng với ta, có lẽ không có sức uy hiếp như ngươi tưởng đâu hỏa thần cong tay, hắc khí tà ác tràn ra biến thành một thanh hắc kiếm, vô số đạo kiếm ảnh tựa bão tố ập tới nhân ảnh thanh quang đang lao tới. Keng keng keng, lôi đế quyền trượng vung lên, vô vàn tầng lôi quang hiện lên lao vào những đạo kiếm ảnh kia. Làn sóng xung kích cuồng bạo bùng nổ tạo nên vô số đường nứt hình mạng nghiện rộng, đến người trượng lan tỏa dần dưới chân hai người. Bạn đang đọc truyện tại vkvkvk. Chuyện phun lôi quang và hắc khí đan xen vào nhau, nhưng dị ma khí không hề có dược hiệu quả mà hỏa thần mong muốn lôi quang nhấp nháy kháng cự lại được dị ma khí ha ha thì ra quyền trượng của ngươi có sức mạnh của lôi đình tổ phù chắc hắn đó là bảo bối ngươi có được từ trong động phủ ngữ khí của hỏa thần có chút ngạc nhiên không ngờ hắn phát hiện ra sức mạnh của lôi đình tổ phù ẩn trong lôi đế quyền trượng vẻ mặt lâm động lạnh lùng cánh tay rung lên lôi đế quyền trượng phát ra tiếng sấm nổ vang trời rào thanh quang bùng nổ tiếng long ngâm vang lên một con lôi long cuồng bạo bay ra từ lôi đế quyền trượng ngừa lên trời gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía hỏa thần. Tuy có chút sức mạnh của lôi đình tổ phù, nhưng dù sao vẫn có hạn chế. Muốn đối phó với ta thì hơi mơ xa rồi đó. Hỏa thần cười nhạt, rồi đưa tay ra tóm lấy con lôi long. Phụt phụt, năm đạo hắc quang từ người hỏa thần bắn ra, rồi quấn lên con lôi long. Vỡ, hỏa thần siết chặt nắm đấm. Bùm, năm dạo hắc quang tựa những sợi xích thít chặt lại. Con lôi long phát ra tiếng kêu bi thảm, thân hình khổng lồ của nó xuất hiện vô số vết dạn cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Lâm Động tay cầm Lôi Đế quyền trượng, chân điểm lên mặt đất nhanh chóng lùi về sau. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng nặng nề, thực lực Hỏa Thần quả nhiên rất khủng bố, dù loại bỏ dị ma trong người thì thực lực của hắn cũng đạt đến mức Tử Huyền cảnh đại thành, bọn Hoắc Nguyên không thể bì kịp. Lâm Động, cẩn thận, bọn Hoàng Lăng thấy Lâm Động bị đánh lui đều lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng là Lâm Động không thổ đáng ghét bằng tên Hỏa Thần kia. Lâm Động khẽ gật, hắn nhận thấy mức độ đáng gờm của hỏa thần, loại đối thủ này không dễ đối phó. Nếu giải quyết ngươi ở đây thì ta có thể toàn lực tranh đoạt lôi đình tổ phù. Hỏa thần cười rồi siết nắm đấm, hắc khí tựa dịch thể chảy ra từ bàn tay, rồi ngưng tụ lại thành một câu trường thường đen. Chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh. Lâm động cười khẩy, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, lôi quang nhấp nháy điên cuồng, nguyên lực trong cơ thể trào dâng tự hồng thủy. Vậy sao? Hỏa thần cười khẩy, ánh mắt lóe hàn quang. Rồi ngay sau đó thân hình mang theo sát ý lạnh thấu xương lao tới. Lâm Động thấy vậy, thanh quang quanh cơ thể bùng phát, hiện ra vô số hoa vãn thanh long. Uỳnh, thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị đại chiến với hắn thì tim bỗng rung lên. Hắn vội ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt hắn bỗng dâng tràn một màu đỏ rực cùng sức mạnh nóng bỏng, theo đó là tiếng quát quen thuộc. Bọn cổ nguyên môn, địa bàn của Viêm Thần Điện ta, không đến lượt ngươi ngông cuồng. Chỉ thấy năng lượng nóng bỏng biến thành một con phượng hoàng lửa đem, theo sức mạnh kinh người lao oanh kích về phía Hỏa Thần. Hừ, công thế bất ngờ khiến ánh mắt hỏa thần tối lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, cây thương trong tay cắm xuống đất, hắc quang cuộn trào bắn ra một cột sáng lao thẳng về phía Phượng Hoàng Lửa. Uỳnh, sóng năng lượng kinh người lan tỏa, cây cối xung quanh bị xung kích lực đánh tan nát, bọn hoàng lăng cũng bị đánh bật ra sau. Năng lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía, một thân ảnh thướt tha hiện ra trên hư không, mái tóc rực lửa tung bay theo gió, tay cầm cây trường thương Phượng Hoàng Lửa đẹp hoa lệ lấp lánh hàn quang, chỉ xuống hỏa thần ở trên mặt đất, ra mặt hoa lệ như vậy ngoài đường tâm liên ra còn có thổ là ai? Này, xem ra ngươi thật xui xẻo. Nếu ta không đến kịp thì có phải hôm nay ngươi không xong rồi không? Đường tâm liên đứng trên không trung, nhìn lâm động cười. Không cần phải coi thường ta như vậy. Lâm động bất lực nói. Đường tâm liên cười, ánh mắt nhìn sang hỏa thần trở nên lạnh băng. Vốn định đến vô lượng sơn mới giao đấu với ngươi, xem ra ngươi đến sớm rồi. Ha ha, hỏa thiên tử đường tâm liên của viêm thần điện sao? Quả nhiên cường thế như trong lời đồn Hòa Thần ngẩng lên nhìn, cười nhạt. Nếu dã nhiều người thế này thì thôi, đến vô lượng sơn chúng ta vẫn còn cơ hội giao đấu. Hòa Thần nhìn sang Lâm Động, ở Đông Huyền Vực ta cũng đã nghe nói ngươi thích nhờ nữ nhân giúp đỡ, giờ xem ra nữ nhân duyên của ngươi đúng là không tồi. Tuy cười nhưng sự châm biếm trong lời nói của hắn quá rõ ràng. Thế nhưng Lâm Động không chút nộ khí, chỉ khẽ cười, nhìn hắn nghiêm túc nói, ta sẽ giết ngươi. Hòa Thần nhún nhún vai, ta đợi. Hy vọng ngươi có thể lên vô lượng sơn. Dứt lời. Hắn biến thành một dạo hắc quang bay vào trong rừng, nháy mắt đã biến mất. Với sự thông minh của ngươi sẽ không trúng kế khích tướng đó chứ?" Đường Tâm Liên đáp xuống nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nheo mắt, nhìn hướng hỏa thần biến mất, khẽ lắc đầu cười, "Ta không tức giận, chỉ là bị coi thường thôi, nhưng không sao, có thể đòi nợ." Chương 1008, Vô Lượng Sơn. Uỳnh, Đường Tâm Liên hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong tinh xảo của chiếc cằm. Nàng nheo mắt nhìn Lâm Động, "Tuy ngươi và hắn có ân oán không nhỏ, nhưng đối thủ đầu tiên của hắn là ta, ta sẽ không nhường cho ngươi đâu. Lâm Động thu lại ánh mắt, nhìn sang Đường Tâm Liên. Ta không có ý coi thường ngươi, nếu ngươi cho rằng ta nói vậy tổn thương đến đại nam nhân chủ nghĩa của ngươi, thì ta xin lỗi. Đường Tâm Liên nhìn thẳng vào Lâm Động không hề tránh né, nghiêm túc nói, hòa thần không phải loại người hiền lành, trận tỷ thế này không phải học hỏi cọ sát lẫn nhau, mà là trận chiến sinh tử. Hơn nữa lão sư cũng đã nói, tuyệt đối không rực rể hỏa thần lấy rực lôi đình tổ phù. Vì thế ta sẽ đốc toàn lực ngăn cản." Đường Tâm Liên biết thực lực Lâm Động không tầm thường, tuy chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn nhưng có thể giết cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Có điều hòa Thần và Tử Tu đều là tử huyền cảnh đại thành, hơn nữa chúng đều thâm sâu khó lường, thủ đoạn vô số, tuyệt đối không dễ đối phó. "Ngươi muốn động thủ trước thì cứ tự nhiên." Lâm Động cười, lúc này hắn không muốn tranh giành gì với Đường Tâm Liên. Hắn không muốn nổi danh gì cả, chỉ cần hoàn thành lời căn dặn của Ma La và lấy lại được đạo bản nguyên kia là được. Trận tranh bá chiến này, nếu đường tâm liên giải quyết được hòa thần và tử tu thì hắn cũng bất dược phiền phức. Đông lâm chấn nhìn lâm động một lúc, cười rồi nhìn bọn hoàng lăng ở phía sau, nói, đi, vô lượng sơn không xa nữa. Dứt lời, nàng không chút do dự, mái tóc tung bay, thân hình biến thành đạo hồng quang bay vút đi, phía sau là lâm động và mộ linh san. Chặng đường tiếp theo cũng không có nhiều trở ngại, chưa đến 10 phút mà lâm động đã cảm thấy rừng rậm bớt dần, tầm mắt nhanh chóng mở rộng, một ngọn núi nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững hiện ra trước mắt. Đây chính là Vô Lượng Sơn sao? Lâm Động dừng trên một cành cây to, ngẩng lên nhìn ngọn núi khổng lồ không nhìn thấy ngọn, ở sườn núi là lớp mây mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn lên đỉnh. Chỉ là, dựa vào Lôi Đình Tổ Phù, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc đang không trên đỉnh núi gọi hắn. Đó là Lôi Đình bản nguyên tách ra từ Lôi Đình Tổ Phù. Dưới chân núi lúc này đã có đông nghịt người, ánh mắt họ đều dục cháy nhìn lên ngọn núi khổng lồ đây mới là chiến trường cuối cùng bọn lâm động xuất hiện cũng gây chú ý cho không ít người đương nhiên phần lớn là nhìn đường tâm liên ánh mắt đầy kiêng rẻ, ngưỡng mộ ha ha các ngươi đến hơi muộn một tiếng cười khẽ truyền tới từ đằng sau là tiểu tượng vương châu trạch dọc đường gặp hòa thần nên giao đấu một chút đường tâm liên nói ồ châu trạch nheo mắt thế nào rất mạnh vẻ mặt đường tâm liên có phần ngưng trọng nàng biết rất rõ sức công kích của mình mạnh cỡ nào nhưng lại bị hỏa thần dễ đàng hóa giải. Rõ ràng thực lực của kẻ đến từ nguyên môn ở đông huyền vực này khá lợi hại. Châu Trạch khẽ gật dầu, dược đường tâm liên nói là rất mạnh thì chắc hẳn thực lực vô cùng lớn. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Cường già ở đây cũng không ít. Lâm động nhìn khu vực dưới chân núi, có phần kinh ngạc. Hắn cảm nhận được không ít luồng khí thức mạnh mẽ. Vượt qua được vô vàn tầng đào thải để đến được đây, có ai không phải cao thủ. Tân tú bảng tuy rất có uy tín, nhưng cũng không thể bao gồm tất cả cường giả trẻ tuổi ở loạn. Ma hải, vẫn có những người mới nổi không thể coi thường được. Lâm động gật đầu, định nói gì thì nhận thấy mộ linh san bỗng tỏa hàn khí. Hán khựng người, quay lại thì thấy tiểu cô nương giang nhìn về phía xa với sắc mặt khó lâm động, nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy ở đó có hai thân ảnh dừng trên rồi. Hai người này dáng người cao to, hai cánh tay đổ trần, lông mày rậm lan tỏa sát khí, trên trán là một dạo hoa văn ánh sáng, là một con huyết xa hung dữ. Bên cạnh nam tử đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt khá xinh, nhưng đầy ngạo khí. Khí tức của hai người này đều khá hùng hồn, đặc biệt là nam tử mặt dày sát khí kia, thực lực dù chưa đạt đến tử huyền cảnh đại thành nhưng cũng gần đến đó rồi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra ánh mắt của hai người lâm động. Hắn chỉ nhìn lâm động một chút rồi nhìn sang mộ linh san, cười nham hiểm. Còn mộ linh san thì nhách môi coi thường. Chúng là... Lâm động nhíu mày. Hai kẻ khốn kiếp huyết ma sa tộc, Mộ Linh San nghiến răng, lời nói dày giận dữ, rõ ràng đã có ân oán từ trước với hai người này. Thì ra là người của huyết ma sa tộc. Lúc này Lâm Động mới hiểu, chủng tộc này có ân oán không nhỏ với bất tử thánh kinh tộc. Chắc trước dây Mộ Linh San cũng từng chạm mắt chúng. Nam tử kia sa lực, thiếu nữ kia là Sa Linh, là hai đệ tử chân truyền của huyết ma sa tộc. Có danh tiếng không nhỏ trong lửa đệ tử trẻ tuổi. Đường Tâm Liên cũng chú ý tới hai người đó, lên tiếng, Lâm Động gật đầu, hắn nhận ra sự thiếu thiện ý của chúng, và nó là nhằm vào mộ linh san. Lâm Động khẽ xoa đầu mộ linh san cười. Tuy không phải nhằm vào hắn nhưng nếu chúng định làm gì mộ linh san, đương nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ừm. Mộ linh san gật đầu, rồi trừng mắt lườm thiếu nữ kia, khoái miệng nhếch lên coi thường. Tiểu nha đầu, người muốn chết hả? Thiếu nữ kia thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh băng, tay xiết lại, huyết quang trào dâng biến thành huyết tiễn bắn thẳng về phía mộ linh san lâm động thấy thiếu nữ đó ra tay ác độc như vậy sắc mặt lạnh băng vung tay lên một luồng kình phong bùng phát đánh huyết tiễn quay ngược trở lại bắn về phía thiếu nữ đó với khí thế mạnh hơn ý nam tử bên cạnh giơ tay tóm lấy huyết tiễn bóp vỡ tan ngẩng lên gườm gườm nhìn lâm động người muốn chết hai người nói thế nào cũng là người của huyết ma sa tộc sao lại không có giáo dưỡng như vậy lâm động bình thản nói thiếu nữ kia nghe vậy mắt tái xanh còn nam tử kia bùng phát sát ý bề mặt thân thể hiện huyết quang Cường giả ở xung quanh thấy hai bên bỗng nhiên rối dầu đều khựng người, nhưng cũng không nói gì. Cả hai đều không phải tầm thường, nếu đánh nhau thì cũng tốt. Vô lượng thập đỉnh sắp mờ rồi, lấy phong ấn dã rồi nói. Đường tâm liên khẽ nói. Lâm động gật đầu. Khi đường tâm liên nói xong không lâu, trên đỉnh núi khổng lồ bỗng có ánh sáng bắn xuống, mây mù cuộn trào, người đỉnh núi xuất hiện trước mắt mọi người. Ở trên đỉnh thấp thoáng có ánh quang ấn. Dưới chân núi có tiếng xôn xao lan tòa, không ít người mắt đều đó rực. Lâm Động, mỗi người một ngọn núi, có lấy được phong ấn không phải xem thực lực rồi." Đường Tâm Liên nhìn quang ấn, nói: "Ừm." Động thủ, Đường Tâm Liên hô lên rồi bay thẳng lên một ngọn núi. Vút vút vút, ngay sau đó, vô số cường giả cũng lập tức động thân, tiếng gió rít vang lên không ngớt. Linh San, muội cũng chọn một ngọn núi đi." Lâm Động nhìn Mộ Linh San. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, rồi ôm sinh tử quan cái bay lên một ngọn núi. Lâm động cười rồi cũng chọn cho mình một ngọn núi. Sa Lực Ca, muội đi xé rách mồm tiểu nha đầu đó." Sa Linh vẻ mặt đầy hàn y nhìn Mộ Linh San, nói, "Còn kẻ kia, giao cho ta, ta sẽ cho hắn phải trả giá vì những gì đã nói." Nam tử kia vẻ mặt tối tăm nói, dứt lời, hai người nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra. Dưới chân núi cường giả đến đông như kiến, sự yên tĩnh ở Vô Lượng Sơn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chiến trường cuối cùng đang đón trận chiến đấu cuối cùng chương 1009, lên núi. Quỳnh, soạt, lâm động nhanh như chớp bay tới, biến thành thanh quang thuận theo sơn đạo lên thẳng đỉnh núi. Vô lượng sơn có 10 đỉnh núi, mỗi đỉnh núi lại có 3 đường sơn đạo thông thẳng lên đỉnh. Muốn thông qua những con đường này nhất định không tránh khỏi những trận chiến đấu ác liệt. Lâm động nhanh nhẹn như linh hầu tránh cành cây rậm rạp trên giường. Hắn ngẩng lên nhìn, cách đó không xa đã có một vài cường giả khí tức hùng hồn. Những người đó đang di chuyển cũng nhận ra lâm động phía sau, phụt phụt. Bạn đang đọc truyện tại kép. Chuyện phun thanh quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, tay hắn siết chặt, lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi quang lấp lánh lan tỏa quanh trượng. Uỳnh, tiếng sấm sét vang lên trong sơn đạo, lôi quang chớp chới, một thân ảnh gầy gò ngang ngược xông qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, những nơi hắn bay qua đều để lại một cảnh tượng thê thảm. Lâm Động lúc này đã vận nguyên lực đến mức cao nhất, hắn biết mình phải đến đỉnh núi nhanh nhất có thể, giành lấy phong ấn để là một trong 10 người có quyền tranh giành lôi đỉnh tổ phù sơn dạo trở nên hỗn loạn cuối cùng những cường giả kia đồng thời ra tay nhưng vẫn không thể ngăn cản được mãnh thú lâm động thân ảnh đó bay thẳng lên đỉnh núi với tốc độ kinh người tên khốn kiếp cứ như dã thú vậy mẹ kiếp lão tử còn chưa động thủ đã dính cước của hắn rồi mặt ta cũng bị một gậy của hắn dập mũi dối đây này mẹ kiếp chỉ bằng tất cả cùng giết hắn là được trên đường này có lẽ hắn là mạnh nhất thật là xui xẻo lại đi với hắn cũng chưa chắc trước đó cũng có tên khốn đó xông vào giấy thôi hai tên khốn kiếp tần nguyên ha không biết hai con dã thú gặp nhau thì thế nào nhỉ khi thanh quang bay qua phía sau vang lên toàn tiếng chửi bới không ít người đã từ bỏ có lâm động ở đây có lẽ chúng không thể qua được vút lâm động coi như không biết hắn vẫn bay về phía trước một lúc sau ngẩng lên thấy ngọn núi đã ngày một gần ở hai đường sơn đạo kia có lẽ cũng có cường giả đang tới kẻ vừa đến hãy dừng bước sơn đạo này chỉ bản đại gia mới được đi khi Lâm Động đang suy nghĩ thì một tiếng quát tựa sấm rền vang lên, rồi một thân ảnh to lớn hiện ra, một luồng kình phong với năng lượng cường hãn ập tới Lâm Động. Bùm, kình phong còn chưa chạm đến Lâm Động thì mặt đất đã sụp đổ, vô số vết rạn lan tỏa khắp mặt đất. Hừ, ở công kích bất ngờ khiến ánh mắt Lâm Động lạnh đi, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, hắn không hề né tránh mà vung quyền trượng lên đánh thẳng vào luồng sức mạnh bá đạo kia. Ầm, ừ, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kình phong cuồn cuộn như bão tố, Cả một mảng rừng phía dưới bị san thành bình địa. Cánh tay Lâm Động rung lên, thôn phệ lực dâng tràn hóa giải hết sức mạnh sầm thực cơ thổ hắn. Hắn ngẩng lên, chỉ thấy thân ảnh to lớn đó cũng lùi sau mấy bước, cuối cùng chân dẫm lên tảng cự thạch khiến nó vỡ vụn. Sức mạnh lớn thật, kẻ to lớn kia đứng vững lại được, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ hắn để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, dưới lớp da hắn là cả một luồng năng lượng giáng sợ, trong tay hắn là cây chùy sắt lớn đến vài trượng đệ lục tân tú bảng cự linh trùy tần nguyên lâm động nheo mắt nhìn đại hãn như tòa tháp vừa nhìn là hắn nhận ra ngay chẳng trách sức mạnh lại hung hãn đến vậy thì ra không phải nhân vật tầm thường ngươi là lâm động đại hán đó nhìn lâm động sắc mặt biến đổi một chút rõ ràng cũng dã nghe đến tiếng tâm của lâm động vị bằng hữu đây có thể nhường đường không lâm động cũng không có thời gian rằng có với hắn trầm giọng nói hê hê để ngươi đi thì không phải ta chẳng còn cơ hội nào sao Tần Nguyên cười, rồi hắn hô hô cây chùy, muốn đi qua thì phải hỏi cây chùy của ta xem có đồng ý không. Đường Tường có đường tâm liên bao bọc là bản đại gia ta không dám làm gì ngươi. Nếu vậy thì ta cũng không khách khí. Lâm Động nhớn môi cười, tay cầm quyền trượng cũng dần siết chặt lại. Ngươi thử xem, giọng nói tựa tiếng chuông đồng vang vọng, tay vung chùy lên, đến không khí cũng như nổ tung. Thanh quang lấp lánh điên cuồng bùng phát từ cơ thể Lâm Động, vô số đạo hoa văn thanh long cùng với tiếng long ngâm bay ra. Một, 5 10 20 30 đạo, cả 30 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người Lâm Động, tiếng long ngâm vọng ra khiến không gian như chấn động, sức mạnh đáng sợ tỏa ra bốn phía. Tần Nguyên thấy 30 con thanh long quấn quanh người Lâm Động, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu Lâm Động có thể nổi danh ở loạn ma hải như vậy đúng là có sức mạnh không tầm thường. Một chiêu giải quyết ngươi, sâu trong mắt Lâm Động cũng có thanh long cuộn tròn, hắn ngửa lên trời cười lớn, hào khí ngút ngàn thân hình đem theo 30 con thanh long lao thẳng về phía Tần Nguyên. Đại gia cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Tần Nguyên nổi điên, nguyên lực được đưa lên mức cao nhất, hắn bước chân ra, tay giơ cây chùy lên rồi chém mạnh xuống. Cự Linh Thiên Chùy, quang chùy hàng trăm trượng bỗng chốc bay ra, đem theo sức mạnh đáng sợ đánh tan không trung, cuối cùng lao thẳng vào người Lâm Động. Rào, tiếng long ngâm và tiếng nô long trời lở đất lan tỏa khiến tất cả cùng thấy cả ngọn núi như rung chuyển, vỗ số đường nứt vỡ lan rộng trên mặt đất. Phía sau, vô vàn ánh mắt nhìn chăm chăm vào nơi va chạm. Ở đó thanh quang bắn sung thiên, rồi mọi người đều kinh hãi khi thấy cây chùy hàng trăm trượng bị bay ra ngoài. Rắc rắc, quang chùy dạn nút, một cây chùy sắt vô lực bay ra rồi xuống khiến mặt đất rung chuyển. Phụt phụt, trên không trung, Tần Nguyên cũng bị trúng trọng kích, miệng hộc máu tươi, thân hình cũng bắn ngược ra sau, rơi xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Đã nhường rồi. Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng hiện ra, nhìn Tần Nguyên thảm bại, cười nhạt một cái, rồi không do dự mà bay tiếp thẳng lên dinh nói. Để lại một đám người sững sờ, ai có thể tần nguyên, đứng thứ sáu trong tân tú bảng lại dễ dàng bị lâm động đánh bại như vậy. Đó chính là thực lực thật sự của hắn sao. Một số người nhìn nhau và đều nhận ra sự kinh hãi trong mắt dối phương. Trong tân tú bảng, người làm được điều này cũng chỉ có ba người tốt đầu, vậy mà giờ đã xuất hiện thêm một người rồi. Lâm động cũng không quan tám đến phía dưới, hẳn tăng tốc cuối cùng hắn điểm chân lên mặt đất người bay lên đỉnh núi. Bùm! Thế nhưng khi Lâm Động vừa định lên đỉnh thì một âm thanh kinh người vang lên, rồi một thân ảnh thảm hại hiện ra, cuối cùng vẽ lên mặt đất một giường rãnh khổng lồ, dừng lại ở trước mặt hắn. Khụ, thân ảnh kia ho dữ dội, máu tươi bắn tung tóe nhìn vô cùng thê thảm. Thanh Đằng, Lâm Động nhìn thân ảnh đó, hơi khựng người rồi ánh mắt có phần ngưng trọng, vì hắn là Thanh Đằng, người đứng thứ tư trong Tân Tú bảng. Khiến Thanh Đằng đến mức này, không biết đối thủ là thần thánh phương nào, Lâm Động ngẩng lên, nhìn phía kia của ngọn núi, kẻ có ánh sáng đỏ rực bao quanh, để trần cánh tay cùng với sát khí đậm đặc xuất hiện trước mặt lâm động. Đó chính là sa lực của huyết ma sa tộc. Ha ha, đi được đến đây xem ra thực lực của ngươi cũng không tồi. Nhưng ngươi cũng nên dùng lại đúng lúc. Chương 1010, sa lực. Uỳnh, huyết quang bao quanh người sinh tử quan cái, tỏa ra một mùi tanh nồng của máu. Hắn nhìn lâm động cười gằn, mắt lóe hồng quang đầy hung hãn. Lâm động cũng cho mày nhìn xa lực, không ngờ hắn cũng chọn ngọn núi này, hơn nữa ngay Thanh Đằng cũng bại trong tay hắn ta. Lâm Động cũng hiểu qua về thực lực của Thanh Đằng, tốc độ của hắn cũng rất khá, theo Lâm Động dự đoán, chỉ cần không có bất ngờ, chắc chắn có vị trí của Thanh Đằng trên 10 đỉnh núi. Nhưng lúc này, sự xuất hiện xa lực đã kết thúc con đường của Thanh Đằng. Xa lực đánh bại Thanh Đằng, điều này đã thể hiện rõ thực lực kinh người của hắn. HMM quả thật cũng danh bất hư truyền. Không sao chứ? Lâm Động cúi nhìn Thanh Đằng, nói: Thanh Đằng cố gắng ngượng dậy, quệt máu nơi khóe miệng rồi nhìn Lâm Động, vẻ mặt có phần phức tạp, lắc đầu nói: "Hắn rất cổ quái, vốn nhiều nhất cũng chỉ có thổ ngang ngửa với ta, nhưng đột nhiên thực lực tăng mạnh. Đồ thiếu kiến thức, đây là bí kỳ của huyết ma sa tộc ta, làm bốc hơi huyết dịch tăng cường sức mạnh tự thân. Tuy sẽ có di chứng sau này nhưng đến các ngươi tiêu tùng, hấp thụ tinh huyết của các ngươi là được." Sa Lực cười, hở hàm răng trắng lạnh lẽo. Hắn vặn vẹo cổ, tiếng xương kêu răng rắc, rồi đưa ngón tay móc móc về phía Lâm Động tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Giờ thử xem. Dứt lời, đột nhiên hắn nhìn sang đỉnh núi khác cười quái dị, chắc lúc này Sa Linh cũng gặp tiểu nha đầu của bất tử thánh kinh tộc. Hề hề, tiểu nha đầu đó sẽ thê thảm lắm đây. Lâm động nghe vây, ánh mắt lóe hàn quang, dối khẽ nói, kết quả có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng. Bạn đang đọc truyện tại Kép. Chuyện phun thực lực của Sa Linh quả thật không tồi, chắc cũng có bản lĩnh lọt vào hàng 10 người đứng đầu tân tú bàng nhưng mộ linh san cũng không phải loại dễ đối phó tiểu nha đầu đó có một số bí mật mà lâm động cũng không biết nếu thật sự đối chiến hắn không cho rằng sa linh sẽ chiến thắng mộ linh san dễ dàng vậy sao sa lục nhách mép coi thường rồi hắn nhún vai thôi không quan tâm vội ta phải thu dọn cái mạng ngươi trước đã đến lúc đó dù tiểu nha đầu đó sống được ném cái xác ngươi ra chắc thần tình nha đầu đó sẽ thú vị lắm thanh đằng huynh đối thủ này giao cho ta chứ lâm động nhìn thanh đằng ta đã bại rồi, đương nhiên đến lượt ngươi, cẩn thận đấy. Thanh đằng gật đầu cười khổ rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh, phế tên khốn ấy đi. Ta cũng có ý đó. Lâm động cười, rồi chầm chầm nắm lấy lôi đế quyền trượng, lôi quang lan tỏa phát ra tiếng sẹt sẹt không ngừng. Hai con chó nhà có tang, lát nữa các ngươi muốn chạy cũng không được đâu. Sa lực cười nham hiểm, rồi hồng quang trong mắt hắn bùng phát, hai tay siết chặt, chỉ thấy bề mặt cơ thể hắn hiện lên một lớp vải đỏ rực. Hai tay hợp lại, biến thành hai cây cốt đao huyết sắc hung hãn, hàn quang quấn quanh lưỡi đao. Xoẹt, xa lực lúc này giống như con quái vật người phủ đầy cây sừng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn lâm động, rồi hắn cười quái dị, thân hình khẽ động, một đạo huyết quang xé tan không khí lao thẳng về phía lâm động. Vút vút, đao quang bắt chéo, nhắm thẳng cổ lâm động mà chém tới với tốc độ kinh người. Lôi quang trên lôi đe quyền trượng bùng nổ rồi biến thành vô số dạo tàn ảnh, tinh chuẩn đánh đúng lên nơi giao nhau của hai đạo đao quang. Keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên một dạo kình phong lan tỏa cự thạch ở xung quanh bị chấn động đánh vỡ vụn xoẹt xoẹt kinh phong cuộn trào một thân ảnh huyết quang lập tức hiện ra phía sau lâm động xa xỉ liệt huyết quang tựa bão tố ập tới mỗi đạo huyết quang lại biến thành một cái răng sắc nhọn lan tỏa thứ sức mạnh khiến cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng khó lòng phòng ngự xa lực không phải loại hiền lành ra tay là không có ý nương tình rõ ràng là mang sát ý thật sự lôi trạo cảm nhận dược kình phong mạnh mẽ phía sau, Lâm Động mắt tối lại, lôi đế quyền trượng cắm xuống đất, lôi quang chói lòa bùng phát biến thành một quầng sáng bao quanh người. Bùm bùm bùm, huyết quang đánh lên quầng lôi quang, tiếng sấm nổ vang vọng, tuy công kích mạnh mê khiến lôi quang liên tục nổi sóng nhưng vẫn không thể phá vỡ. Sau khi có được lôi đế quyền trượng, công thủ của Lâm Động đã được hoàn thiện hơn. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, hàn quang lóe lên, lôi đế quyền trượng trong tay bỗng đánh ra một đạo lôi quang rạch tan không khí xuyên qua quầng sáng và trùng trùng công thế huyết quang, oanh kích lên thần ảnh quỷ dị phía sau. Ầm, um, thân ảnh đỏ lập tức rung lên dữ dội, công thế mạnh mẽ tiêu tan, bản thân hắn thì lùi sau vài bước, cơ thể đầy huyết quang thỉnh thoảng lại ánh lên lôi quang. Công thủ không tồi. Sa Lực cười gằn, rồi hắn xoa chỗ bị lôi đế quyền trượng đánh phải trên ngực, ở đó có một mảng tím đen lại, nhưng khi tay hắn quệt qua thì biến mất. Lớp vảy đỏ lấp lánh một cảm giác kiên có khó lòng phá hủy dù lôi đế quyền trượng của ngươi uy lực không tồi, nhưng vẫn không thể công phá tầng ma sa lân bì của ta. Lâm động nheo mắt nhìn tầng vảy cổ quái trên người sa lực, huyết quang lấp lánh vô cùng quy dị. Vừa rồi lâm động, có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn khi đánh vào đều bị lớp vảy đó, hóa giải hết. Lâm động, ma sa lân bì là bí kỹ của huyết ma sa tộc, nó không phải võ học mà là được tụ thành từ hàng triệu con trùng sa. Chúng có thổ thôn thực các loại năng lượng, vô cùng khó công phá. Thanh đằng từ phía sau nói, lờ những cái vảy đó lại là sinh vật sống. Di Lâm động giật mình, chẳng trách mà hắn thấy cổ quái như vậy. Giờ công kích của các ngươi chẳng có tác dụng gì với ta cả. Nhưng công kích của ta có thể lấy mạng các ngươi. Sa lực ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi hắn lao vút tới tấn công lâm động. Con người tầm thương các ngươi có thổ sánh với huyết ma sa tộc bọn ta sao? Ánh mắt lâm động lãnh đạm, thân hình hắn tránh công thế của sa lực. Lôi đế quyền trượng vẽ nên một đường cong rồi tấn công sa lực. Ta đã nói rồi, ta có ma sa lân bì, ngươi căn bản không thể làm ta tổn thương. Sa lực cười khẩy, lâm động vẫn không giảm lực tay, nhưng khi sắp chạm vào người sa lực thì khóe miệng hắn nhách lên, vậy thì phá lớp vải của ngươi đi là được. Dựa vào ngươi sao, sa lực cười trầm chọc. Ánh mắt lâm động lạnh băng, chỉ thấy đỉnh trên cùng của lôi đế quyền trượng, bỗng xuất hiện quang trận kỳ dị to cỡ bàn tay, trận pháp xoay chuyển tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Phụt phụt, một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra, bắn thẳng lên ngực sa lực sau đó lớp ma sa lân bì trên người hắn vọng ra tiếng kêu thảm thiết lớp vải kiên có xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay nhìn có vẻ như giã bị phân giải vậy không còn lớp vải này xem ngươi là cái gì lâm động nhìn sa lực đang tái mặt nhách mép cười cánh tay rung lên hoa văn thanh long bay ra lôi đế quyền trượng mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh thẳng lên ma sa lân bì binh âm thanh trầm dục vọng lại từ đỉnh núi thân thể sa lực bay ra sau máu tươi bắn ra người rơi xuống kéo lê trên mặt đất một vệt dài trăm mét cuối cùng khảm hẳn vào một tảng đá thảm hại dị thường